Vụ việc hy hữu xảy ra vào 18 giờ ngày 15 tháng 10 tại một hộ dân nằm tại bờ sông Đồng Nai ở làng Bạc Đằng, thị làng Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Thời điểm trên, người dân nghe tiếng gà kêu phía sau nhà. Khi ra kiểm tra thì phát hiện một con cá sấu nặng 30kg đang nắm gà. Quá sợ, hộ gia đình này liền nhờ hàng làng tới để dây nắm. Sau 15 phút thì con cá sấu đã bị người dân nắm được. Theo người dân, trước đó gia đình đã từng bị mất gà nhưng không biết lý do gì sao. Hôm nay thấy tiếng gà kêu nên chạy ra kiểm tra thì phát hiện con cá sấu đang nằm trong chuồng gà. Sự việc xảy ra khiến gia đình sợ nhưng rất may được sự cung cấp từ những người hàng làng nên đã dây nắm được con cá sấu trên.